Đây xin khoảng Pro gì. Rồi chúng tôi tạm biệt ra máy bay để trở về Vientiane, thủ đô của Lào. Thời gian bay khoảng 30 phút cái gì. Là đường đi ra lên máy bay nè. Trời đang mưa lâm râm cái gì. Rồi ra máy bay hãng Lào sang lại. Thôi nghe ếch nhái kêu cái gì ha. Đó, nguyên cái thảm cỏ trước. Nhìn vô cái nhà ga chờ cái gì. Wow, máy bay đang khởi động cái gì, nghe tiếng ồn quá ha.